Thưa quý vị và bà con, trước đây do giá thấp, đầu ra không ổn định, nên có thời điểm người trồng ca cao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không mặn mà với loại cây trồng này. Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, năng suất và giá cả ổn định, giúp cây ca cao hồi sinh tại nhiều địa phương của Đắk Lắk. Năm 2023, ông Lê Văn Sĩ đã đứng ra thành lập Hợp tác xã Ca cao Tân Thành, thu hút 15 thành viên với diện tích trên 36 hectare để liên kết với doanh nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người trồng. Với gần 2 hectare ca cao, trung bình mỗi năm ông Sĩ thu lại trên 170 triệu đồng. Về trước đây ấy, thì chưa có cái sự liên kết với các công ty, thì bây giờ mới thành lập theo cái sự chỉ đạo của Đảng ủy ban ấy, thì là thành lập Hợp tác xã Ca cao Tân Thành để là bao tiêu toàn bộ cái sản phẩm đối với các công ty thì là của bà con trong hợp tác xã. Những năm trước do đầu ra không ổn định, giá thấp nên nhiều nông dân đã chặt bỏ cây ca cao. Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, giá hạt ca cao ở mức khá, từ 75.000 đến 80.000 đồng một ký, nên người trồng ngày càng yên tâm về hiệu quả kinh tế mà loại cây trồng này mang lại. Những năm gần đây thì có hội đã hướng dẫn một số hộ nông dân. Cái thứ nhất là thành lập tổ hợp tác, xây dựng hợp tác xã để liên kết với nhau tiêu thụ sản phẩm. Thì khi mà liên kết được với các doanh nghiệp thì cái giá nó cao hơn. Dẫn đến hộ nông dân họ cũng yên tâm trong cái việc chăm sóc, sản xuất cây ca cao. Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 2.000 hectare ca cao, được trồng chủ yếu ở các huyện Eka, Krông Anna, Ehleo và Krông Bắc. Tỉnh này hiện đang đẩy mạnh liên kết sản xuất từ vùng nguyên liệu đến khâu chế biến tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để đưa sản phẩm ca cao ra thị trường thế giới.